Thì bữa nay mình thằng bạn mình có một chiếc xe nhá, thì bây giờ anh em mình sẽ trải nghiệm nhá. Thì bây giờ anh em mình sẽ nghe cái tiếng bô phân khối lớn thằng bạn mình nó nghe như thế nào nhá. Ok, bây giờ mình nói chị để xem nghe xem nào. Không, bây giờ xin phép anh em là mình lên mình ngồi xe mình trải nghiệm nhá. Làm live stream mà. Không, quay video thôi. Đây. Rất là nhiều. Bồ nghe cũng giòn lắm á.